Vâng, xin được kính chào quý anh chị và các bạn quay trở lại với Nại Vũ Tới Ô Tô, có địa chỉ tại số 26 Cầu Diễm, Bắc Từ Liêm, Hà Nội, một trong những cơ sở kinh doanh có quy mô lớn hàng đầu cả nước với diện tích hơn 1.000 m2 và quy chuẩn đầu ra đầu vào của cửa hàng showroom bên em đều được chọn lọc tất cả những đầu xe tại cửa hàng, cam kết cho anh chị những chiếc xe tại cửa hàng em 100% không tai nạn đâm đụng ngập nước và giấy tờ an ninh pháp lý đầy đủ. Hôm nay em giới thiệu cho anh chị một chiếc xe Hyundai Santa Fe máy dầu bản đặc biệt được sản xuất 2019. Mời anh chị cùng em xem qua chiếc xe. Với phần đầu, chiếc xe cũng được trang bị đèn full LED. Chiếc xe mang biển tỉnh, chạy được 6.2 vạn, cảm biến quanh xe. Đấy, la răng được đúc phay, đa chấu và lốp thì vẫn còn là theo xe. Ngoài ra chiếc xe có vành 19 inch, thưa quý anh chị nhé. Phanh đĩa, cả 4 phanh, phanh ABS. Ngoài ra, ốp chống xước, khóa điều khiển từ xa một chạm, cảnh báo vượt trên gương. Gương kính được trang bị chỉnh điện, keo chỉ, tất cả những chi tiết chiếc xe đều là nguyên bản. Nội thất của chiếc xe, ghế được bọc da và chủ xe rất là giữ gìn. Vẫn có những chủ xe quan trọng nội thất có mùi hương thơm vừa phải thì đã sắm cho mình một chiếc xe, một chiếc hương thơm cà phê nhé quý anh chị nhé. Sạc không dây này, rất nhiều option và công nghệ ở trên một chiếc xe. Cảm biến quanh xe, hỗ trợ đổ đèo, phanh tự động, phanh auto hold nhé quý anh chị nhé. Và 4 chế độ lái, cảm biến và trung tâm màn hình. Xe cũng có được cả trang bị camera hành trình luôn nhé quý anh chị nhé. Đây, ngăn đựng giấy tờ xe, táp bi cửa và táp lô đều là chi tiết của chiếc xe này đều còn nguyên bản nhé quý anh chị nhé. Đây, phần đuôi xe, chiếc xe cũng được trang bị với lại những cảm biến sau, camera lùi, cốp điện. Quý anh chị có thể ấn giữ thì cốp điện sẽ tự động mở, mở rất nhanh nhé quý anh chị nhé. Dụng cụ của chiếc xe hàng ghế thứ ba và hàng ghế thứ hai gập xuống thì cũng rất là đẹp. Những con ốc chi tiết keo chỉ của chiếc xe đều là còn nguyên bản. Lốp được trăm lốp sơ cua nhé quý anh chị nhá, khung gầm ở Santa Fe. Với chiếc xe đã qua sử dụng như này để bên em cam kết cho anh chị về giấy tờ văn bản pháp lý, xe không bị tai nạn đâm đụng ngập nước và giấy tờ an ninh pháp lý đầy đủ. Xe không bị thủy kích ngập nước, không bị phạt nguội, tai nạn ảnh hưởng đến kết cấu khung gầm chassis. Với chiếc xe em đang bán với giá mong muốn ngoài 1.1 tỷ. Anh chị nào đang quan tâm thì liên hệ qua số điện thoại để được hỗ trợ và gửi thông tin cho anh chị. Xin kính chào, hẹn gặp lại anh chị. Cảm ơn anh chị rất nhiều.